Đây là lý do mà chúng ta nên uống nước chanh hàng ngày. Cái lý do đầu tiên đó là rẻ. Chả có cái thứ nước chả khác nào mà nó rẻ như nước chanh của chúng ta, đúng không nhỉ? Quá chuẩn luôn. Tuy nhiên thì ngoài cái việc mà nó rẻ thì có rất là nhiều những cái tác dụng vô cùng hữu ích từ chanh, đặc biệt là nước chanh mà chúng ta chưa biết đến, thì ngày hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ phân tích để giúp cho chúng ta hiểu hơn, để từ đấy chúng ta sẽ có một cái thói quen sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cái đầu tiên của chúng ta nó sẽ dành cho những người mà chúng ta đang có cái bệnh lý về đái đường, cũng như là chúng ta dự phòng cái việc mà cái việc tăng đường huyết, cái đái đường của chúng ta. Đó là gì? Là khi mà chúng ta uống nước chanh thì nó làm giảm chỉ số đường huyết ở trong máu của chúng ta. Người ta làm một cái nghiên cứu về cái việc mà người ta ăn sau khi mà muốn xem là cái chỉ số đường huyết trong máu chúng ta, thường người ta sẽ ăn một mẩu bánh mì và sau đó người ta sẽ đo cái chỉ số đường huyết đấy. Và người ta sẽ làm một cái nghiên cứu là gì? Đó là người ta ăn cái mẩu bánh mì đấy cùng với uống nước chanh này, uống nước lọc hay là người ta uống nước trà. Và sau đó thì sau khi mà ăn cùng với uống nước chanh, nước lọc hay nước trà đấy thì người ta bắt đầu người ta sẽ là xét nghiệm vào trong máu để xem là cái mức độ mà cái đường huyết nó sẽ tăng lên như thế nào. Thì người ta thấy là đối với nước trà và nước lọc thì nó không có sự khác biệt gì cả. Tức là cái chỉ số đường huyết nó vẫn là bình thường sau khi mà chúng ta ăn cái mẩu bánh mì đấy. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta ăn cái mẩu bánh mì cùng với uống một cốc nước chanh thì nó làm cho cái chỉ số đường huyết nó giảm đi 30%. Và đây chính là một điều rất là tuyệt vời dành cho những người mà chúng ta đang ăn cái chế độ ăn mà có chỉ số đường huyết thấp, hay là ăn những cái tinh bột mà có chỉ số GI thấp ấy. Thì khi mà chúng ta ăn những tinh bột mà có chỉ số GI cao cùng với chanh ấy, thì nó cũng sẽ làm thấp đi cái chỉ số GI đấy, tức là nó sẽ hạ cái chỉ số đường huyết ở trong máu của chúng ta. Từ đấy thì nó sẽ là giảm cái nguy cơ mắc những cái bệnh lý như là đái tháo đường này, cái đường huyết nó sẽ tăng lên. Thì ngoài ra nữa thì nó cũng giảm cái nguy cơ đối với tình trạng mà béo phì nữa. Thì đấy là cái đầu tiên mà cái tác dụng của nước chanh mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ là bổ sung vào. Mọi người có thể là chúng ta uống một cốc nước chanh trước khi mà chúng ta ăn cái bữa ăn của mình. Cái tác dụng thứ hai của chúng ta là gì? Đó là nó giúp cho cái việc mà giảm cân. Tại sao nó lại giúp cho cái việc mà giảm cân? Bởi vì sao? Đó là trước khi mà chúng ta ăn một cái bữa ăn cơm chẳng hạn, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ uống một cốc nước hoặc nước chanh trước đấy. Thế thì khi mà chúng ta uống một cái cốc nước chanh thì cái đầu tiên thì cái nước chanh nó sẽ làm giảm cái chỉ số đường huyết, và chính cái việc mà giảm chỉ số đường huyết nó cũng sẽ là giảm cái nguy cơ bị tăng thừa cân cho chúng ta. Cái thứ hai là khi mà chúng ta uống nước chanh trước đấy, nó sẽ làm cho cái dạ dày của chúng ta nó sẽ là đầy lên, và từ đấy thì nó sẽ là làm cho chúng ta giảm cái cảm giác thèm ăn, nên là chúng ta sẽ ăn ít hơn ở cái bữa ăn chính của chúng ta. Từ đấy nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát cân nặng cũng như là giảm cân. Thì đấy là cái tác dụng thứ hai của chanh đối với chúng ta. Cái tác dụng thứ ba nữa là gì? Nó sẽ là bổ sung một cái lượng vitamin C rất là lớn đối với cơ thể của chúng ta. Người ta thấy là gì? Là một cái quả chanh lớn ấy, thì nó có thể là cung cấp cho chúng ta là 38mg vitamin C. Nó sẽ là gần như là 50% cái lượng vitamin C cần thiết trong cơ thể của chúng ta mỗi ngày rồi đấy. Thế thì khi mà chúng ta bổ sung vitamin C như thế từ quả chanh ấy, thì nó sẽ có tác dụng rất là lớn đối với cơ thể. Từ những cái tác dụng của C, chẳng hạn như là nó sẽ làm tăng sức đề kháng này, có thể là hỗ trợ trong việc mà sáng da, cũng như làm tăng sinh cái sợi collagen của chúng ta. Ngoài ra nữa thì nó có một cái tác dụng rất là lớn đối với tim mạch, cũng như là cái bệnh lý liên quan đến cholesterol, đặc biệt là đối với cái sơ của cái quả có múi ấy. Ở đây là chúng ta sẽ là khi mà chúng ta ăn chanh, nếu như mà trong nước chanh của chúng ta cho những cái tép chanh vào nữa thì nó sẽ là rất là tốt cho cái việc mà cái mỡ máu của chúng ta. Thế thì đấy chính là cái mà tác dụng thứ ba của cái nước chanh đối với sức khỏe của chúng ta. Cái tác dụng thứ tư nữa đó là ngăn ngừa cái tình trạng mà sỏi thận. Những người mà chúng ta đang có cái bệnh lý về sỏi thận, mọi người có thể là uống nước chanh hàng ngày. Bởi vì sao? Trong chanh nó có chứa rất là nhiều cái acid citric. Và cái acid citric này nó sẽ là giúp trong việc mà bào mòn những cái sỏi ở trong thận của chúng ta. Ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ làm đào thải cái việc mà nước qua thận của chúng ta, từ đấy nó sẽ là đẩy cái những cái viên sỏi nhỏ nó sẽ là đẩy đi ra ngoài, tránh cái việc mà hình thành những cái sỏi lớn ở trong thận. Thì đấy chính là cái tác dụng thứ tư của chanh đối với sức khỏe của chúng ta, chính là cái việc mà thận. Đối với cái hệ thống tiêu hóa, cái nhu mô đường ruột của chúng ta, đây là cái tác dụng thứ năm của cái nước chanh. Thì người ta thấy là gì? Khi mà chúng ta uống nước chanh ấy, thì nó sẽ làm cho tăng cái khả năng mà tăng cái nhu động của cái đường ruột chúng ta. Từ đấy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà tiêu hóa của chúng ta nó sẽ diễn ra một cách là dễ dàng hơn. Người ta cũng có một cái nghiên cứu về cái việc mà khi mà uống nước chanh. Trong cái nghiên cứu này thì người ta so sánh giữa một cái nhóm mà uống 300ml nước chanh, cũng như là so với một cái nhóm là uống 300ml nước lọc. Sau cái nghiên cứu này ấy, người ta bắt đầu người ta sẽ thu thập cái mẫu phân
sau khi mà cho uống 4 tuần như thế thì người ta cho rằng là khi mà uống nước chanh trước bữa ăn ấy thì nó sẽ thúc đẩy cái tiêu hóa và nhu động ruột và làm cho những cái cơn co thắt như sóng ấy, tạo những cái sóng từ đấy là giúp cho di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa một cách là tốt hơn. Thì đấy chính là cái tác dụng của cái nước chanh đối với cái đường ruột của chúng ta. Thế thì bác sĩ Ngọc sẽ là tổng hợp lại một số những cái tác dụng để chúng ta sẽ là biết là tại sao mà chúng ta cần bổ sung cái chanh, nước chanh chúng ta uống hàng ngày đúng không nhỉ? Thay vì chúng ta uống nước lọc, chúng ta có thể là chúng ta sẽ là cho nửa quả chanh vào trong đấy, thêm cả những cái tép chanh nữa thì là càng tốt. Cái đầu tiên, lý do của chúng ta đó là nó rất là rẻ, chúng ta có thể là rất là rẻ và dễ mua rất là nhiều ở ngoài chợ của chúng ta. Cái thứ hai, nó sẽ là tác dụng rất là tốt đối với cái bệnh lý liên quan đến đái tháo đường, nó giảm cái chỉ số đường huyết ở trong máu của chúng ta. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là giúp cho chúng ta kiểm soát cân nặng, giảm cân. Nếu như mà chúng ta uống một cốc nước chanh trước những bữa ăn của chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta giảm cái cảm giác thèm ăn, cũng như là nó sẽ là giảm cái chỉ số đường huyết và từ đấy là giảm cái việc mà tích lũy mỡ ở trong cơ thể của chúng ta. Cái tác dụng thứ ba của chúng ta đó là cái tác dụng của cái vitamin C đối với cơ thể. Ngoài ra nữa thì nó sẽ có tác dụng đối với cái hệ thống tim mạch cũng như là mỡ máu, nó giảm cái mỡ máu, đặc biệt là những cái múi, cái tép của cái chanh đấy, tăng cái sức đề kháng, tăng cái khả năng sáng da cũng như là kích thích tăng sinh sợi lực, sợi collagen. Đấy là cái tác dụng thứ ba. Cái tác dụng thứ tư đó là nó làm giảm cái tình trạng mà sỏi thận, đặc biệt là cái thành phần axit citric ở trong chanh, nó giúp cho bào mòn những cái sỏi ở trong thận của chúng ta. Và cuối cùng thứ năm đó là giúp cho cái việc mà tiêu hóa một cách là tốt hơn, tăng cái khả năng nhu động ruột để giúp cho cái việc mà đưa thức ăn của chúng ta đi qua cái đường tiêu hóa. Thì đấy là những cái tác dụng thực sự của chanh, nó có thể là giúp cho chúng ta rất là tốt cho sức khỏe. Hy vọng là sau khi xem video này thì chúng ta sẽ là áp dụng đưa nó vào trong cái chế độ mà cái nước uống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên thì có một số những cái lưu ý, đó là những cái trường hợp mà chúng ta có những cái bệnh lý liên quan đến đường dạ dày chẳng hạn thì cũng hạn chế, bởi vì nó có thể là kích thích cái việc mà dạ dày nó co bóp, làm tăng cái tình trạng mà viêm loét của dạ dày hơn. Thì một số những cái chống chỉ định của chanh thì chúng ta sẽ lưu ý như thế. Ok, có bất kể câu hỏi nào thì chúng ta có thể là comment ở dưới video này thì bác sĩ Ngọc sẽ là trả lời dành cho mọi người. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.